việc giải phóng mặt bằng Bình Thuận đã hoàn thành sớm. Các vấn đề liên quan đến giải quyết mỏ vật liệu đến thời điểm này, tỉnh đã cơ bản giải quyết xong, đảm bảo nhu cầu vật liệu để phục vụ đắp đắp cho dự án. Bình Thuận sẽ tích cực phối hợp với Ban quản lý dự án 7 để tuyến cao tốc triển khai đúng tiến độ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải, sau khi dự án hoàn thành thì các nhà thầu cần tổ chức sửa chữa ngay các tuyến đường hư hỏng, hoàn trả lại nguyên trạng các tuyến đường ở địa phương trong quá trình thi công vận chuyển vật liệu phục vụ dự án gây ra. Qua báo cáo của Ban quản lý dự án 7 và kiểm tra thực tế hiện trường thi công, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá dự án chậm tiến độ là trách nhiệm trực tiếp của Ban quản lý và các nhà thầu. Các nhà thầu cần tăng tốc hơn nữa để đạt tiến độ đề ra. Bộ trưởng chỉ đạo để làm được đúng tiến độ, Ban quản lý dự án 7 phải tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc tối đa cho các nhà thầu, nhất là vấn đề tài chính, để các nhà thầu thuận lợi nhất trong thi công. Với cả hai tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây, Bộ trưởng chỉ đạo chung các nhà thầu phải tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, máy móc, khắc phục bất lợi do thời tiết gây ra để hoàn thành tiến độ công trình. Bên cạnh thi công đạt tiến độ, cần đảm bảo chất lượng công trình đúng tiêu chuẩn, đặc biệt không được chạy theo tiến độ mà bỏ qua các bước quy trình kỹ thuật theo quy định. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, chậm nhất đến ngày 30 tháng 4 năm 2023 sẽ khánh thành tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết. Gốc thông báo. Gốc thông báo. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda, triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21 tháng 1 2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH 350i, 999 giải nhất Vision. Tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X. Thẻ điện thoại 600.000 đồng khi mua Way Alpha Black Vision, trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng. Triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn, hãy đến hết ngay. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda, triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21 tháng 1 2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH 350i, 999 giải nhất Vision. Tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X. Thẻ điện thoại 600.000 đồng khi mua Way Alpha Black Vision, trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng. Triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn, hãy đến hết ngay. Thông báo về tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 cụ thể như sau. 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức. Có quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận trên 6 tháng, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, chấp hành pháp luật nhà nước, đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. Có văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm. Cụ thể, đối với người dự tuyển đăng ký dự tuyển vị trí việc làm giáo viên mầm non, có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên. Đối với người dự tuyển đăng ký dự tuyển vị trí việc làm giáo viên tiểu học theo từng bộ môn giảng dạy, có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành cần tuyển. Nếu có bằng đại học chuyên ngành phù hợp nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên, thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đối với người dự tuyển đăng ký dự tuyển vị trí việc làm, giáo viên trung học cơ sở theo từng bộ môn giảng dạy, có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành cần tuyển. Nếu có bằng đại học chuyên ngành phù hợp nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên, thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức, không cư trú tại Việt Nam, mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 2. Về nhu cầu tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại các đơn vị trường học thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2022 là 420 chỉ tiêu, trong đó giáo viên mầm non 179 chỉ tiêu, giáo viên tiểu học theo từng bộ môn giảng dạy 187 chỉ tiêu, giáo viên trung học cơ sở theo từng bộ môn giảng dạy là 54 chỉ tiêu. 3. Đăng ký dự tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm phiếu đăng ký dự tuyển, bản photo văn bằng chuyên môn, bản điểm học tập, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, bản photo chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp nếu có.
giấy chứng nhận thuộc các đối tượng ưu tiên theo quy định nếu có, bản in quá trình tham gia bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội. Về tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phí dự tuyển, tiếp nhận phiếu và hồ sơ đăng ký dự tuyển, người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu và các hồ sơ có liên quan trực tiếp tại phòng nội vụ huyện Tuy Phong và 3 bì thư có dán tem, trên bì thư ghi cụ thể số điện thoại, địa chỉ người nhận. Những lưu ý dành cho người đăng ký dự tuyển, cụ thể, phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển của mình. Trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo thông tin sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ được đăng ký dự tuyển ở một vị trí việc làm cần tuyển trong một kỳ tuyển dụng. Nếu người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển từ 2 vị trí việc làm cần tuyển trở lên thì sẽ không đưa vào danh sách thí sinh dự tuyển. Thực hiện theo quy định tại thông tư số 92 ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức cụ thể, dưới 100 thí sinh, 500.000 đồng trên một thí sinh, từ 100 đến dưới 500 thí sinh, 400.000 đồng trên một thí sinh, từ 500 thí sinh trở lên, 300.000 đồng trên một thí sinh. Phòng nội vụ sẽ nhận phí dự tuyển từ các thí sinh tham gia dự tuyển sau khi có quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi vòng 2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 25 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2022. Địa điểm tiếp nhận phiếu và hồ sơ đăng ký dự tuyển tại phòng nội vụ huyện Tuy Phong. Về nội dung và hình thức tuyển dụng, xét tuyển viên chức được thực hiện theo hai vòng như sau. Vòng 1, kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Hình thức thi, thi viết. Nội dung thi, kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian thi, 180 phút, không kể thời gian chép đề. Và thang điểm thi viết là 100 điểm. Ủy ban Nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và những người quan tâm được biết thực hiện. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.